Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngân hàng rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong các bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua. Tin tức 24 giờ sẽ đem đến cho quý vị khán giả những nội dung chính ngay sau đây. Hà Nội kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó, siết chặt phòng chống Covid-19, nhất là dịp lễ mùng 2 tháng 9 và cuối tuần. Thiết lập trạm y tế lưu động quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà. Hà Nội cách ly 2 phường Văn Miếu và Văn Chương trong 14 ngày. Thêm 11.321 ca Covid-19, 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hơn 500.000 liều vaccine AstraZeneca đã về tới Việt Nam. Từng miễn nhiễm với nCoV, Palau đã có ca mắc Covid-19 đầu tiên. Covid-19 ở Đông Nam Á, biến thể Delta lộng hành ở Campuchia. Và ngay sau đây là phần tin chi tiết. Hà Nội kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó, siết chặt phòng chống Covid-19, nhất là dịp lễ mùng 2 tháng 9 và cuối tuần. Hà Nội sẽ tiếp tục kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội đến 6 giờ ngày mùng 6 tháng 9 trên phạm vi toàn thành phố, yêu cầu người dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch tại chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố, theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn cách ly với thôn, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh. Hà Nội kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó nhằm khống chế sự lây lan, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội. Chính quyền Hà Nội nhận định đây là thời điểm then chốt quyết định đến hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh. Mỗi người dân thủ đô là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch. Chỉ một hành động chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong lúc này sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, có thể phải kéo dài giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, an ninh trật tự của thành phố và sinh kế, sức khỏe, tính mạng của người dân và cộng đồng. Thành phố đề nghị người dân và tổ chức, doanh nghiệp chấp hành nghiêm, tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch. Thiết lập trạm y tế lưu động, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. Ngày 21 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký quyết định 4042/QĐ-BIT ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo hướng dẫn, trạm y tế xã phường, thị trấn lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng chống COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc và quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao. Trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và cộng đồng, xét nghiệm COVID-19, bao gồm tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh, tổ chức lấy mẫu và gửi các phòng xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR, tổ chức cách ly F0 tại nhà hoặc nơi cách ly tập trung, hướng dẫn xét nghiệm bằng test nhanh. Trạm y tế lưu động cũng tổ chức tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19, bao gồm quản lý danh sách người cần được tiêm chủng trên địa bàn, thực hiện công tác tiêm chủng, theo dõi phản ứng sau tiêm, sơ cấp cứu và chuyển tuyến các trường hợp có phản ứng muộn sau tiêm. Một trạm y tế lưu động được giao phụ trách một cụm dân cư, có thể là các tổ dân phố của các phường khác nhau, không phụ thuộc địa giới hành chính. Hà Nội cách ly 2 phường Văn Miếu và Văn Chương trong 14 ngày. Quận Đống Đa quyết định thời gian cách ly y tế 2 phường trên từ 18 giờ ngày 21 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Quận đã lên phương án cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách. Trước đó, quận Đống Đa đã thiết lập vùng cách ly y tế tại khu dân cư gồm 5 phường Văn Chương, Văn Miếu, Khâm Thiên, Thổ Quan, Hàng Bột với 7.500 dân. Những ngày gần đây, theo công bố của Sở Y tế Hà Nội, liên tiếp phát hiện các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Văn Miếu và Văn Chương. Chỉ trong ngày 21 tháng 8, theo số liệu từ Sở Y tế Hà Nội, riêng địa bàn quận Đống Đa đã ghi nhận 26 trường hợp dương tính, trong đó chủ yếu tại hai địa bàn phường Văn Miếu và Văn Chương, gồm cả trường hợp tại cộng đồng và trường hợp đã được cách ly. Thêm 11.321 ca COVID-19, 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tính từ 18h30 phút ngày 20 tháng 8 đến 18h ngày 21 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, trong đó có 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca ghi nhận trong nước.
Trong ngày có 7.272 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Ngày 21 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 2.118 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 2.767 ca, tại Bình Dương tăng 2.400 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 709 ca, Tiền Giang tăng 222 ca, Đồng Nai giảm 135 ca, Long An tăng 26 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 336.707 ca nhiễm, đứng thứ 72 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân, cứ 1 triệu người có 3.425 ca nhiễm. Hơn 500.000 liều vaccine AstraZeneca đã về tới Việt Nam. Ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế cho biết có thêm hơn 500.000 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca do Ba Lan viện trợ vừa về tới sân bay Nội Bài. Theo Bộ Y tế, số vaccine này đã được đưa về kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Dự kiến ngày 23 tháng 8, lễ tiếp nhận số vaccine trên sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Ngoài lô vaccine này, Ba Lan cũng sẽ nhượng lại cho Việt Nam 3,5 triệu liều AstraZeneca. Không chỉ có Ba Lan, Bộ Y tế cho biết còn có một số quốc gia khu vực Đông Âu đã thông tin sẽ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Chiều ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế thông tin nước ta đã có 190.681 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 16.494.665 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Trong đó, tiêm mũi 1 là 14.787.599 liều, tiêm mũi 2 là 1.707.066 liều. Từng miễn nhiễm với nCoV, Palau đã có ca mắc COVID-19 đầu tiên. Giới chức Palau vào ngày 21 tháng 8 thông báo phát hiện những ca mắc COVID-19 đầu tiên sau một thời gian dài sạch bóng virus corona. Hai du khách có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi đến từ Guam. Họ đã được cách ly cùng với những người tiếp xúc với mình. Chính phủ kêu gọi người dân bình tĩnh. Thông tin về những ca mắc COVID-19 đầu tiên khiến Palau đánh mất vị thế là một trong số ít ỏi các quốc gia bình yên vô sự trước COVID-19 trên thế giới. Với hơn 80% trong số 18.000 người dân được tiêm chủng đầy đủ, Tổng thống Surajeo Rip khẳng định đảo quốc này chuyển từ miễn nhiễm sang an toàn trước COVID-19. COVID-19 ở Đông Nam Á, biến thể Delta lộng hành ở Campuchia. Trong thông cáo ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 16 ca tử vong và 493 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 189 ca nhập cảnh. Tính đến ngày 21 tháng 8, Campuchia phát hiện tổng cộng 88.735 ca mắc COVID-19, trong đó có 84.506 người đã khỏi bệnh và 1.788 người tử vong. Hiện đã có hơn 423.000 người thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch của Campuchia được tiêm mũi vaccine thứ ba. Trong khi đó, Lào ghi nhận 411 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, với 385 ca nhập cảnh và 26 ca trong cộng đồng. Theo thông báo của Bộ Y tế Lào, cho biết số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở nước này liên tục ở mức hai con số, trong khi số người nhập cảnh mắc COVID-19 tại nước này tiếp tục tăng cao. Trước tình hình trên, chính phủ Lào yêu cầu tiếp tục mở rộng trung tâm cách ly cũng như trung tâm điều trị ở một số địa phương có số lượng lớn lao động về nước, đồng thời yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu cách ly. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Lào đã lên tới 12.164 ca, trong đó có 11 người đã tử vong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem tới cuối bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!